Thưa quý vị, dù chưa một lần gặp Bác Hồ, nhưng với tất cả tình cảm kính yêu dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm qua, họa sĩ, cựu chiến binh Trần Ngọc đã miệt mài vẽ chân dung Bác. Những bức chân dung chứa chan tình cảm sâu nặng của ông đã góp phần lưu giữ hình tượng Bác Hồ trong hàng triệu trái tim người Việt. Ông cũng là một tấm gương sáng về nhân cách, mang nhiệt huyết và lý tưởng cách mạng của người lính cụ Hồ, cùng niềm say mê trong sáng tác nghệ thuật. Cựu chiến binh Trần Ngọc sinh năm 1946 tại Thanh Hóa. Năm 20 tuổi, như bao lớp thanh niên ngày ấy, theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ, ông xung phong nhập ngũ vào chiến trường để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Năm 1969, trên đường hành quân cùng đơn vị vào chiến trường B1, nghe tin Bác mất, với tất cả lòng nhớ thương và kính yêu Bác, đã thôi thúc người lính trẻ vẽ chân dung Bác Hồ. Đấy là một cái tin đau thương, mất mát vô cùng to lớn đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Mà lòng nhớ thương, tin yêu Bác. Do đó thì nên đối với chúng tôi, cán bộ chiến sĩ chúng tôi ở cái đoàn hành quân vào chiến trường miền Nam, vào chiến trường B1, là ai nấy đều khóc nức nở, nhớ thương Bác. Xuất phát từ đó mà tôi đã vẽ chân dung Bác Hồ. Trong những năm chiến tranh chống Mỹ cứu nước, có một bức chân dung Bác Hồ là điều cực kỳ quý giá và ý nghĩa, đặc biệt là với chiến sĩ đồng bào miền Nam. Vì thế, những bức tranh cổ động vẽ chân dung Bác của người lính trẻ Trần Ngọc có sức lan tỏa đặc biệt. Ông vẽ mọi lúc, mọi nơi, trên đường hành quân, sau những trận đánh, trong các chiến dịch. Mặc cho bom rơi, đạn nổ, những bức chân dung của Bác Hồ liên tục được gửi đến các đơn vị bộ đội, được in trên báo Giải phóng Trung Trung Bộ, báo Cờ Giải phóng, để rồi đến tận tay những người lính của Hồ. Tranh của ông đã góp phần tạo nên sức mạnh tinh thần, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong cuộc chiến chống kẻ thù. Thành công của anh chính là gì? Là vẽ về hình tượng Bác Hồ, đặc biệt là chân dung Bác Hồ. Một người mà chúng tôi cho rằng là ở chiến trường khu Nam, không có họa sĩ nào vẽ chân dung Bác Hồ, nó có thần, nó thật và nó có sức sống như họa sĩ Trần Ngọc. Sau năm 1975, đất nước thống nhất, Trần Ngọc về công tác tại phòng tuyên huấn, cục chính trị quân khu 5, được giao nhiệm vụ vẽ chân dung Bác Hồ để phục vụ tất cả các sự kiện văn hóa, chính trị của quân khu. Thời kỳ đó, hàng trăm bức chân dung cổ động lớn nhỏ của ông ra đời, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng cán bộ, chiến sĩ và bạn bè quốc tế. Có thể nói, họa sĩ nhạc sĩ Trần Ngọc là một cái người tổ chức tuyên truyền, cổ động tuyên truyền là xuất sắc nhất của quân khu 5 mà tôi được biết. Ông hình như sinh ra để làm tuyên huấn. 36 năm, gần 36 năm trong quân đội thì ông đã hơn 31 năm làm công tác tuyên truyền. Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn, xin nguyện cùng người vươn tới mãi, vững như muôn ngọn dải Trường Sơn. Hơn 50 năm vẽ tranh Bác Hồ, có thể nói Thượng tá Trần Ngọc là người tuyên truyền cổ động xuất sắc cho sự nghiệp văn hóa, tư tưởng của Đảng và văn hóa quần chúng trong lực lượng vũ trang. Với tấm lòng sáng trong, giản dị, nhưng trong ông luôn thể hiện tinh thần dĩ bất biến, ứng vạn biến trước những biến động của thời cuộc. Cựu chiến binh Trần Ngọc là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, để mỗi cán bộ, chiến sĩ soi mình, để các thế hệ trẻ tiếp bước theo truyền thống của cha ông, phấn đấu học tập và làm theo lời Bác dạy.